Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ news của chúng tôi. Và sau đây là bản tin chính được chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay. Cận cảnh nhan sắc đời thường của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Đỗ Thị Hà chính thức trở thành Tân Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc đời thường của người đẹp gốc Thanh Hóa, nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 20 tháng 11 đã gọi tên Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001 đến từ Thanh Hóa. Từ khi bước vào vòng chung kết, Đỗ Thị Hà đã không ngừng nỗ lực và giành nhiều giải thưởng phụ như top 5 người đẹp biển và top 5 người đẹp thời trang. Tất cả những nỗ lực ấy đã giúp cô ghi tên mình vào danh sách những hoa hậu Việt Nam cùng với chiếc vương miện danh giá. Đỗ Thị Hà sinh ra và lớn lên tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tân Hoa hậu Việt Nam đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành luật kinh doanh. Hoa hậu Việt Nam 2020 ghi điểm bởi gương mặt và thần thái rạng rỡ. Đặc biệt, nụ cười tỏa nắng của Đỗ Thị Hà khiến khán giả thích thú. Trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà không ngại chia sẻ nhiều ảnh đi học, sinh hoạt hàng ngày với phong cách thời trang trẻ trung đơn giản. Trước khi bước vào cuộc thi Hoa hậu, tại trường học, Đỗ Thị Hà đã là cái tên hot bởi cô sở hữu chiều cao nổi bật, nhan sắc xinh đẹp, năng động và tích cực. Xuất thân từ gia đình thuần nông, để tham dự được cuộc thi Hoa hậu năm nay, Đỗ Thị Hà đã phải đắn đo rất nhiều. Tân Hoa hậu lo lắng chi phí phát sinh trong quá trình cuộc thi diễn ra sẽ là gánh nặng đối với gia đình. Đỗ Thị Hà đã phải giấu bố mẹ về chuyện thi Hoa hậu và phải chắt chiu từng đồng, dùng tiền tiết kiệm để có chi phí trang trải cho những ngày thi đầu. Trước đây, Tân Hoa hậu từng có thời gian tự ti về ngoại hình của mình. Mấy năm trước, tôi rất gầy và cao nên hay bị trêu là cao kèo, khiến tôi ngại ngùng. Nhưng khi theo dõi các cuộc thi sắc đẹp, tôi trở nên tự tin về chiều cao và xem đó là lợi thế của mình, Đỗ Thị Hà nói.